Nói chuẩn. Em sao sẽ dù nhà tôm dù dạ mẹ. Hãy nha chú trọng mấy chạp bình mạng. Rõ chú gà tạp. Đã đọc bình mạng này. Chào bà tạp. Mà bà sợ. Chú ấy đâu nhỉ? Mấy trọng bình mạng. Mà đòi, đòi, đó thì mà. Mà đáy mà đòi là. Mà đó phiếu trình thuê là thằng à. Đó phiếu thì đóng cây về thằng à. Chị, chị, chị chơi nó. Thế mà đòi mô thì phải đòi giá đi. Đi ra chú à. Mà chú, chú chú chính là đòi giá đi. Thế mà ông bây giờ. Ông bây giờ đòi và đòi giá đi. Trả đi vô, trả đi vô. Nó không trả không dạo à. Thấu này thì gọi cho chú ý bà. Chú bà, không chứ. Mà gì? Không trả đi. This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. This projector. Download now for free and enjoy. This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. Thảo bảo này, ê sao mà bắt đầu trao phía đi. Trao phía mà cho đồ nè. Sao vậy sao? Chị em rồi chị một đau quá. Mà chú thấy gì nhỏ kẹp dài. Này ạ. Đau rồi. Ví dụ yêu điều.